Nam em từng khóc và nói chỉ có ông Cường là yêu mình thật lòng, thế nhưng họ quyết định chia tay nhau chỉ vì lời xin lỗi. Tôi từng gặp đại gia, từng gặp rất là nhiều anh đẹp trai trong showbiz, bao nhiêu người tôi gặp, nhưng cuối cùng thì người ta đâu có yêu tôi đâu, người ta chỉ lợi dụng tôi. Chỉ có một mình Bùi Hữu Cường dám bước vào cuộc đời tôi, cùng tôi trải qua những giai đoạn khó khăn. Sau khi quyết định chia tay, chồng sắp cưới khẳng định sẽ phá nam em nhưng trên phương diện tốt chứ không hại cô. Nam em nó sợ anh phá những cái việc của nó, nhưng mà anh sẽ phá, anh phá chắc chắn anh phá. Anh sẽ phá trên phương diện để tốt chứ không phá trên phương diện để hại. Từng có khoảng thời gian nam em chứng minh tình yêu của mình dành cho chồng sắp cưới như sau. Nếu mà thật sự ngày hôm qua ông có làm lỗi gì mà bị bế đi, thì bế nguyên cặp, tôi đi chung với ông. Tôi chịu khổ chung với ông quen rồi, nhưng mà ông rất là thật lòng với tôi. Chẳng qua là ngày hôm qua ông có tí men trong người, ông mất kiểm soát. Đó cũng là bài học của tôi. Tại vì tôi hay lên đây tôi mất kiểm soát nên thành ra ông bị ảnh hưởng. Chỉ sau một đêm cô quyết định tha thứ nếu chồng tương lai thay đổi. Nếu mà giác ngộ được, nếu chịu thay đổi, khi sai vào, khi sỉnh vào, đi ngủ, không suy nghĩ tiêu cực, không đa nghi, không gia trưởng, không áp đặt, sống tích cực lành mạnh, không có hở hơn chút là nói chuyện với nhau bằng nắm đấm, thì lúc đó tôi sẽ xem xét lại, nhưng mà tôi nghĩ chắc khó. Bên dưới đoạn video có một khán giả nhận xét về con người thật của cặp đôi như sau. Sau cuộc chia tay này, hai người mà không biết rút kinh nghiệm thì còn làm khổ những người khác. Kẻ tám lạng người nửa cân. Nam em cần giảm bớt tính gia trưởng, bắt người yêu ngủ sớm, bắt xin lỗi trước toàn bộ cộng đồng mạng. Còn anh Cường thì bản tính giang hồ, dễ bị kích động. Cả hai đều sử dụng ngôn ngữ đe dọa. Nam em ích kỷ, chồng về thăm bố ốm vài ngày thì không thông cảm than phiền trên mạng. Chồng nhảy vào bảo về nhà thì bù lu bù loa, tức nên đau dạ dày toát mồ hôi. Cường biết tính nam em thế cũng vẫn gây căng thẳng. Nam em biết Cường có tí men vào thì đáng nhẽ phải nhẹ lời, thay vào đó tấn công, bắt xin lỗi, bắt đi ngủ. Tóm lại hai bạn này đều phải học về văn hóa ứng xử rất nhiều, hai người không ai chịu ai, mỗi người nên làm thủ lĩnh ở một vùng đất khác để không đổ máu. Mà tôi thấy cứ lần nào Cường về quê là có chuyện, chứng tỏ nam em rất ích kỷ không xa được Cường, còn Cường thì quá thô lỗ. Mày không về tao đi ngủ với con khác. Rõ ràng với cách ứng xử của hai bạn thế này rất là kém văn minh. Bạn trai nam em nhắc đến Sơn Tùng MTB chuyện gì đây? Trong một buổi livestream gần đây, Hữu Cường bất ngờ nói đến chuyện đi hát của người đẹp. Anh khuyên nam em nên tập trung vào một mảng nhất định, nên đi hát ở các chùa. Người sống nội tâm như nam em thì nên vào chùa hát. Cái nhạc nào thì cũng đến lúc chán thôi, đỉnh cao của nam em là ở địa phận âm nhạc. Nếu như nam em không biết điểm dừng như Sơn Tùng MTB cũng sẽ flop thôi. Sau màn phát ngôn gây sốc, Hữu Cường đã nhận về sự phẫn nộ từ cộng đồng mạng. Nhiều tài khoản cho rằng ca sĩ Sơn Tùng không liên quan đến bà xã trước đây của anh, do đó đừng nên so sánh Sơn Tùng với nam em. Được biết vào ngày 8 tháng 3, Sơn Tùng cho ra mắt MV mới mang tên Chúng Ta Của Tương Lai. Mặc dù có khá nhiều lượt xem nhưng cộng đồng mạng cho rằng nam ca sĩ chưa có bước đột phá, hơi bị lỗi thời. Cũng có ý kiến cho rằng Chúng Ta Của Tương Lai có giai điệu và cách trình bày tương tự những ca khúc trước đó của nam ca sĩ. Nói về chuyện tình gây sóng gió giữa Hữu Cường và Hoa Khôi nam em, sau khi cãi nhau ầm ĩ trong phiên livestream, người đẹp quyết định chia tay bạn trai và có ý định tuyển quản lý mới. Người đẹp đã năn nỉ một người chị trang điểm kiêm việc quản lý cho mình. Thế nhưng, chị này khá bận không thể giúp cô được. Kế đến là một đạo diễn cho MV trước đây của nam em, sau khi trao đổi về công việc cụ thể. Hoa Khôi nam em tạm chốt sẽ để vị đạo diễn này làm quản lý cho mình. Tuy nhiên, người quản lý này không muốn xuất hiện trước truyền thông, chỉ âm thầm nhận sâu và hỗ trợ công việc ca hát cho cô. Nam em cũng tiết lộ tham vọng làm phim về cuộc đời mình trong tương lai gần. Không ổn. Mấy bạn ghét đúng, bạn chửi tôi được rồi xong mấy bạn nha. Còn tràn qua nhà người ta mấy bạn chửi người ta để cho người ta không chơi với tôi á. Nên là tôi cũng ngại, người ta thì không ngại, nhưng mà tôi ngại mất. Tôi cảm thấy mệt khi mình làm việc người khác, người ta chơi với mà bị anti fan tôi tràn qua kia phá. Cái tôi ngại, tôi không muốn chơi với khai vậy á. Chứ mấy bạn anti mấy bạn cũng chịu khó đạt chiến cơ người khác lắm, nên là mấy bạn nó trung thành lắm. Tôi thấy anti còn trung thành hơn fan, trời ơi, nghĩ ra bao nhiêu cách để mà cho tôi không bắt đầu vậy được á. Trời ơi, mấy bạn anti thật tuyệt vời luôn. Những cái tư duy mà nghĩ cách để hãm hại tôi thì tôi nói thiệt là những cái trò tôi phải bái phục luôn. Bái phục, bái phục. Nay đẹp không? Thật ra áp nó cũng gánh sơ sơ, mấy mốt có kinh nghiệm lên mặc đồ tử tế một xíu là nhìn nó đẹp à. Kiểu tôi mà dính vô, tôi hay bị nghiện. Ví dụ như tôi mặc đồ mà lượm thượng cũng bị nghiện, là mặc rất quen. Cái thành ra mặc đồ đẹp không thấy thoải mái, phải mặc đồ xấu mới chịu nổi. Rồi xong có lúc thì lại bị nghiện áo bông. Là phải mặc áo bông thì mới thích. Có khi cái áo mặc rách rồi kiếm cho bằng được cái áo khác mà giống như mặc. Rồi có lúc nghiện mua sắm, mua đã xong mới xài đâu. Rồi xong có lúc nghiện giấy dán tường nè, trời ơi. Nhà dán tầm vài tháng là chán, dán lại dán tiếp. Đủ thứ 7, 7, 4, 9.
tôi mà thích cái gì là tôi trung thành, còn cái gì mà nhà nước cho giống như là lúa mạch rồi đó thì căng thẳng quá có uống một xíu để cho nó đỡ căng thẳng vậy thôi đó. Cuộc sống tôi nó đơn giản vậy đó, nói không với tệ nạn xã hội nữa nha. Tôi ghét tệ nạn xã hội mà ghét chẳng cục thôi. Tóc bị tính bữa nay đi gọi đầu mà đúng không gọi được, mà gọi nhẹ thì không có tạo kiểu được, không biết cũng biết tạo kiểu gì mà giờ đồ nghề chó cắn đâu có hết trơn, mà giờ kia kiếm lại có kiếm cũng xài được bị lâu quá. Để ngày mai khỏe khỏe ra tiệm làm lại máy tóc, tính cắt cái máy vậy cho nó nhìn cho mình khác một chút. Bây giờ thấy cái mặt này nó chán quá rồi, muốn thay đổi. Ngày mai là phải cắt cái máy đây nè, xuống đây nè, xuống đây, nhìn cho mình thay đổi xíu để cho nhìn bản thân mình nó mới mẻ xíu. Chán cao thông minh, tôi thấy thông minh bị thông minh hại má ơi. Cho nên là mấy má nhiều khi mình bớt thông minh lại, mình dốt một xíu thì mình lại hạnh phúc hơn. Chứ mình thông minh quá mình bị thông minh nó hại ngược lại, nó quật ngược lại. Ôi bà mèo này hơi bị chính thành với tôi. Kể cho nghe, lúc lên Đà Lạt nó là giả từ sự nghiệp rồi. Buồn quá đúng không? Ngày xưa luôn cái mèo dữ dữ. Xong mà cái nó mất xong mình buồn, mình hứa là mình không có mèo nữa. Mình hứa là mình không có mèo nữa. Xong cuối cùng mà lên trên Đà Lạt buồn quá. Nên nói là bây giờ không có mèo chắc chết chịu nổi đâu ơi. Xong rồi cái cảm ơn Kim Bi Trương, xong mới mua bà nội nè, mà lúc đó bà nội này mới được con tháng nè, nhỏ xíu một chiếc đi nè, nhỏ chiếc đi nè. Xong rồi mới mua bà nội nè, mà lúc đó bà nội này có chiếc ép hả, người ta chưa chịu bán, bị nó nhỏ, mình năn nỉ chị ơi chị bán cho em đi, chứ giờ em buồn trầm cảm anh chị bà nội. Bà lúc đó bắt bàn tay nè, xong về nuôi bà đâu có ăn được đâu, bà uống sữa, lúc đó bà chỉ biết uống sữa thôi, nuôi bà từ lúc bà uống sữa, xong cho bà ngủ chung, mà bà có chiếc ép hả, tối ngủ mà, trời con nha, nghe kiểu quá, nhưng vẫn thích cảm ơn bà nha, xong rồi cho bà uống sữa, tối ngủ với bà mà, cũng cưng nhưng mà bị nhỏ xíu à, lúc đó ngủ mà sáng vậy. Một chiếc rồi, mạng nỉ hơn. Ôi mà, đâu có, nó lại cho như thế này. Nó nỉ mà đâu có, mình đâu có ngủ như vậy. Thôi. Thế hả? Bị gì? Giận hả? Mấy nay bố ngôi giận hả? Thôi mà, nó nỉ á, gửi xong câu chuyện đi rồi đi đâu đi. Gửi xong câu chuyện đi rồi đi. Mà thấy ghét quá à, thấy ghét như là muốn hồn không? Xong rồi lúc đó để bà trên Đà Lạt về đây đi làm. Xong về đây đi làm, khi nhớ bà quá. Rồi lúc đó định là sẽ ở đây với ở Đà Lạt. Ở đây nói, thôi mà, nó nỉ mà, nằm nói chuyện chút thôi. Ê, nó chửi tôi á. Nó cho tôi nói chuyện. Trời, cái nhân sắc này để kiếm tiền đó nha. Mất cái nhân sắc này là không có bà tay ăn đâu đó nghe. Nói chú lúc quào một cái là mệt đó nha. Ê, mệt chứ, nói cái tay nha. Hơn là cái tay cắt mắt, à không, cái móng mọc ra rồi. Trời ơi, lại má. Ê má, tôi làm một cái kênh riêng má kiếm tiền má tôi nha. Má chịu không? Tôi làm cái kênh cho má ăn mất bang. Cái má mất bang, má nội này má ăn dữ lắm. Mặt thù lù. Tôi làm cái kênh cho bà mất bang, bà kiếm tiền má nuôi tôi coi. Quá vậy à, được không? Bây giờ tôi làm cái kênh, tôi mua thịt bò, tôi mua cá hồi, tôi cho bà mất bang. Tôi cho mất bang kiếm tiền nuôi tôi đi. Chứ bây giờ mày ăn quá vậy làm sao? Được ăn được kiếm tiền được không? Không hả? Được đi. Không cái gì? Được. Ủa kiếm tiền của em? Ừ, kiếm tiền vừa được ăn mà vừa có kênh vừa nổi tiếng. Mà ăn ngon nữa. Được người biết tới nữa. Chịu không? Chịu không? Sao không? Chịu. Chịu đi. Tao nghĩ mặt chịu. Nắm kênh cho con nha. Anh chỉ kênh cho Mô nha. Mày ơi. Nha. Mọi thấy sao hợp lý không? Làm cho bà cái kênh. Xong rồi cho bà mất bạc. Thôi bà mập lắm, bà ăn như hạm vậy đó, một bao thức ăn bà ăn từng một lần mà hết. Nè nhìn bắt cái bụng bà này thấy chưa? Thấy cái nét bà mập chưa đó? Bà mập có nhiều ăn hết à? Nhà có nhiều đồ ăn là bà ăn hết. Mới ăn dữ lắm, mà đẹp đẹp bộ, mặt mũi sáng lắm, đẹp trai. Mặt rất có khí chất luôn. Rồi, vậy bữa đó là cái con mất bao nha. Nha, thôi, chịu đi. Nha, con bà chó anh, làm cho bà chó một cái cơn nữa. Giờ con tôi là dành thời gian nghe nha. Chào. Được ăn ngon, ta đảm bảo này luôn, có đồ ăn ngon này khác liền. Bây giờ ta bắt mày câu dưa mà không cho mày ăn này quạo, đúng không? Đúng không? Đúng ghê. Đúng thì buông tay ra.